Lại một năm mới đã sang năm 2024, thì chúc các quý anh chị, cô dì, chú bác một năm mới vạn sự tốt lành. Thì các bạn nên lưu ý xem các vấn đề, thì chúng ta chuẩn bị bước sang cái vận chính, nó chủ về hỏa của hạ nguyên, và sắp mà còn một tháng mấy nữa thôi là chúng ta bước sang cái năm Giáp Thìn 2024. Thì chúng ta nên lưu ý thời khắc này là cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, và là những cái thời khắc chúng ta nên dành những cái thời gian bên gia đình và người thân, và không quên là chúng ta cũng dành thời gian dọn dẹp nhà cửa dần để đến cái năm 2024 được khởi sắc hơn, thì chúng ta nên lưu ý. Và hôm nay là một cái hình thế bốn bên là nhà lớn, ở giữa là nhà nhỏ. Thì cái kết cấu này chúng ta thường hay gặp, đó là ở cái nhà phố đó, ở các cái khu phố sầm uất mà có những cái căn nhà mà chúng ta nó thập lõm ở phía dưới á. Thì cái kết cấu này thì nó che hết các ánh sáng ở cái bốn bên xung quanh đó, chúng ta nằm ở giữa cái khu phố đấy thì nó che hết nắng, hết gió, hết ánh sáng. Thì đây là cái hình thế sát Mai Nhi, nó không tốt, thì ở lâu thì nó sẽ gây bức bối, tù túng, làm việc nó ể oải, không hiệu quả và hay dễ mắc các bệnh tật. Thì khi chúng ta ở những cái khu nào cũng vậy thôi, mật độ dân cư mà nó nhà nó cao 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 á, thì chúng ta phải phải cố gắng ở cái bức sàn nó phải ngang ngang nhau, mà nhà ở mặt bằng mà khu mà nó chỉ 1-2 tầng á, thì nhà chúng ta cũng nên xây như vậy thôi, chứ chúng ta không nên ở cái khu mà dân cư nó chỉ 1-2 tầng mà nhà chúng ta 5-7 tầng, như vậy thì nó là cái hình thế rất là xấu đấy, nó làm mất cân bằng. Thì khi mà ở những cái hình thế như vậy thì nó không tốt cho sức khỏe, con cái nó ở trên cao nó sẽ ngờ ngật, nó chậm phát triển. Thì chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề đó. Và hôm nay là cũng là cái ngày đầu năm mới 2024, thì chúc quý anh chị, cô dì, chú bác một năm mới khởi sắc. Thì hôm nay là ngày nghỉ, thì các bạn đầm ấm quây quần bên gia đình, và không quên chúng ta cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên Đán 2024 Giáp Thìn, mang lại nhiều cát khí. Và chúc quý anh chị, cô dì, chú bác một năm mới vạn sự tốt lành.